Đây là Nghệ An. Đây là giới thiệu với mọi người là đây là đền ông Hoàng Mười, Nghệ An. Trước khi vào cổng là có một dãy để cái gian hàng bán đồ lễ và viết sớ, sớ lễ. Đồ lễ rất là phong phú. Đậu đến con. Quá nhiều. Ngày trước khi vào đền lễ thì vào đây biết mua lễ với sớ phục vụ đầy đủ nhiệt tình. Trời nắng quá. Bắt đầu vào trong đền. Quay ngược nắng không nên là hơi tối. Bãi đỗ xe qua cổng chào là bãi đỗ xe, bên cạnh là con kênh rất là đẹp. Bãi đỗ xe cũng rất là rộng, thoải mái. Đền ông Hoàng Mười tại Nghệ An. Cửa đền là nhìn thẳng ra sông. Đây là một dãy vàng để mọi người sắp lễ.
nên là hỏi thật. Trống to thế. Đây là thân đằng sau của đèn, sạch sẽ yên tĩnh đến lạ lùng, thích lắm. Đẹp, vườn cây rộng rãi.